À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em quay trở lại với các video bài giảng hướng dẫn giải sách giáo khoa địa lý lớp 8, bộ sách Chân trời sáng tạo. Ở video trước đó, trong bài số 2, cô trò chúng ta đã đi tìm hiểu về đặc điểm địa hình Việt Nam. Ngày hôm nay trong video này, chúng ta sẽ cùng đi vào bài số 3, cùng phân tích và chứng minh về ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế trên nước ta. Và như thường lệ thì cô trò chúng ta sẽ cùng đi vào phần mở đầu của bài học ngày hôm nay. Phần mở đầu đó chính là sự phân hóa đa dạng của địa hình có ảnh hưởng đến sự hình thành các điều kiện tự nhiên cũng như quá trình khai thác kinh tế ở nước ta. Hãy nêu một số ví dụ về ảnh hưởng của địa hình đến tự nhiên và các hoạt động kinh tế. Và trong phần mở đầu này thì cô trò chúng ta có câu hỏi đó là nêu một số ví dụ về ảnh hưởng của địa hình đến tự nhiên và các hoạt động kinh tế. Ở đây thì cô sẽ hướng dẫn các em. Thứ nhất, về ảnh hưởng của địa hình tới các điều kiện tự nhiên. Đó chính là địa hình thì ảnh hưởng đến sự hình thành các vành đai đất theo độ cao. Theo đó thì ở khu vực đồi núi có đất đai chủ yếu là đất phèrit, còn khu vực đồng bằng thì chủ yếu là đất phù sa. Càng lên cao thì độ dày của tầng đất càng giảm dần. Và đặc biệt là hai bên sườn của địa hình núi cũng có sự khác nhau về ranh giới bắt đầu và kết thúc của các vành đai đất. Còn về ảnh hưởng của địa hình đến các hoạt động kinh tế thì có thể lấy ví dụ về nguồn thủy năng trên địa hình đồi núi. Các con sông ở miền núi nước ta thì có tiềm năng lớn về thủy điện. Chúng ta có thể kể tên một số các thủy điện ở miền núi như là thủy điện Sông Đà, thủy điện Sơn La hay là thủy điện Hòa Bình. Tiếp theo sau đây, cô trò chúng ta cùng bước vào nội dung bài học. Mục 1 nhỏ, ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa lãnh thổ tự nhiên. Trong ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa lãnh thổ tự nhiên, chúng ta có ảnh hưởng đối với khí hậu và sinh vật và đối với sông ngòi và đất. Ở mục này chúng ta có câu hỏi đó là dựa vào thông tin trong bài, em hãy cho ví dụ về ảnh hưởng của địa hình nước ta đối với khí hậu và sinh vật hoặc đối với sông ngòi và đất. Đầu tiên là ảnh hưởng của địa hình đối với khí hậu và sinh vật. Ở một số dãy núi thì thiên nhiên có sự phân hóa giữa hai bên sườn, điển hình là ở dãy núi Trường Sơn Bắc và dãy núi Trường Sơn Nam. Ở hai dãy núi này, tại bên sườn đón gió thì nhận được lượng mưa nhiều, chính vì thế mà sinh vật phát triển. Ngược lại thì ở sườn khuất gió của hai dãy núi này thì nhận được lượng mưa ít, chính vì thế mà sinh vật nghèo đàn hơn. Tiếp theo đó là ảnh hưởng của địa hình đối với sông ngòi. Ví dụ như ở khu vực miền Trung, do địa hình núi cao ăn lan ra sát biển nên sông ngòi ở khu vực này chủ yếu có địa hình ngắn và dốc với hướng chảy Tây Bắc Đông Nam. Còn ảnh hưởng của địa hình đối với đất đai thì chúng ta có thể thấy đất phù sa thì phân bố chủ yếu ở đồng bằng sông Hồng, ở đồng bằng sông Cửu Long và các đồng bằng ven biển miền Trung. Ngược lại thì đất ferrit lại phân bố chủ yếu ở các tỉnh Trung Du và miền núi, chủ yếu ở khu vực đồi núi. Tiếp theo, chuyển sang mục 2 nhỏ, tìm hiểu về ảnh hưởng của địa hình đối với khai thác kinh tế. Các dạng địa hình có ảnh hưởng đối với khai thác kinh tế bao gồm địa hình đồi núi, địa hình đồng bằng và địa hình bờ biển. Và ở đây chúng ta có câu hỏi trong 107. Dựa vào hình 3.1 và hình 3.2, thông tin trong bài, em hãy cho ví dụ về ảnh hưởng của địa hình đồi núi hoặc địa hình đồng bằng và bờ biển đối với khai thác kinh tế. Và ở dưới đây chúng ta có hình 3.1. Đó là vườn tiêu ở Bù Gia Mập, Bình Phước và hình 3.2, bãi biển Nha Trang, Khánh Hòa. Và cô trò chúng ta sẽ cùng quan sát các hình ảnh này cũng như thông tin trong bài học để lấy ví dụ về ảnh hưởng của địa hình đồi núi, địa hình đồng bằng và bờ biển đối với khai thác kinh tế ở nước ta. Đầu tiên là ảnh hưởng của địa hình đồi núi đến phát triển kinh tế. Ví dụ như quần thể du lịch nghỉ dưỡng Bà Nà Hill ở Đà Nẵng, một trong những quần thể du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Việt Nam. Quần thể du lịch này thì nằm trên núi Chúa, thuộc dãy Trường Sơn, nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển. Chính vì ở độ cao như thế nên Bà Nà Hill có cái khí hậu mát mẻ quanh năm, thích hợp cho các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng. Còn về địa hình bờ biển thì ảnh hưởng của địa hình bờ biển đến phát triển kinh tế chúng ta có thể lấy ví dụ về Vịnh Vân Phong. Vịnh Vân Phong nằm ở phía bắc của tỉnh Khánh Hòa, thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những vịnh kín gió được che chắn bởi bán đảo Hòn Gốm. Xét về địa hình thì Vịnh Vân Phong có điều kiện thuận lợi để phát triển các cảng nước sâu. Với độ sâu tự nhiên lớn khoảng 60 km, đầu biển có độ sâu từ 15 đến 22 m, và ở Vịnh Vân Phong thì không bị bồi lắng và luồng vào cảng ngắn với độ sâu trên 22 m. Chính vì thế mà với vị trí nằm gần đường hàng hải quốc tế,
Vịnh Vân Phong là nơi có điều kiện thuận lợi để xây dựng các cảng trung chuyển quốc tế và phát triển kinh tế biển. Chuyển sang các câu hỏi trong phần luyện tập và vận dụng. Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập. Câu hỏi luyện tập 1. Dựa vào hình 2.2, em hãy so sánh hướng dòng chảy của sông ngòi ở khu vực Tây Bắc và Đông Bắc và giải thích nguyên nhân. Và đây chính là hình 2.2 bản đồ địa hình Việt Nam. Cô trò chúng ta cùng quan sát vào bản đồ này để so sánh được hướng dòng chảy của sông ngòi khu vực Tây Bắc và khu vực Đông Bắc. Có thể thấy, ở khu vực Tây Bắc thì sông ngòi chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam, còn ở khu vực Đông Bắc thì sông ngòi lại chảy theo hướng vòng cung. Nguyên nhân chính đó chính là giữa khu vực Tây Bắc và Đông Bắc có sự khác nhau về hướng nghiêng của địa hình. Nếu như ở khu vực Tây Bắc hướng nghiêng địa hình là Tây Bắc Đông Nam thì ở khu vực Đông Bắc hướng nghiêng địa hình là hướng vòng cung. Và câu hỏi luyện tập số 2 đó là lấy một số ví dụ cụ thể về ảnh hưởng của địa hình đối với sự phát triển một ngành kinh tế ở nước ta. Và các em có thể lấy ví dụ về ảnh hưởng của địa hình đối với phát triển của các ngành kinh tế như là nông nghiệp, công nghiệp hay là du lịch. Ở đây thì cô đã lấy ví dụ về ảnh hưởng của địa hình đến hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm ở nước ta. Ở vùng núi cao thuộc khu vực Đông Bắc và Tây Bắc có dạng địa hình phức tạp, đa dạng với nhiều các đỉnh núi và dãy núi cao trùng trùng điệp điệp. Những cung đường đèo uốn lượn hay là những hẻm vực với cảnh quan hùng vĩ đã tạo ra nhiều tiềm năng cho các hoạt động du lịch và thể thao, đặc biệt là du lịch thể thao mạo hiểm ở nước ta. Điển hình như các đỉnh cao hiện nay ở nước ta đã tổ chức các hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm gắn với đi bộ leo núi như là đỉnh Phan Xipang, cao nhất nước ta 3.143m ở Lào Cai, hay là đỉnh Putaleng 3.096m, đỉnh Pusilung 3.076m, và chúng ta có thể kể tên một số các hoạt động du lịch mạo hiểm trên các dạng địa hình này như là leo núi, nhảy dù và vượt thác. Chuyển sang câu hỏi cuối cùng nằm trong câu hỏi vận dụng trong 108. Địa phương em có dạng địa hình nào? Hoạt động kinh tế chủ yếu ở đây là gì? Đối với câu hỏi này thì các em cần liên hệ thực tế vào địa phương em nơi em đang sinh sống. Nơi em đang sinh sống thuộc dạng địa hình nào và các hoạt động kinh tế chủ yếu ở đây là gì? Ở đây cô sẽ lấy ví dụ về địa phương Hà Nội. Hà Nội thì có dạng địa hình chủ yếu đó là địa hình đồng bằng, với cái diện tích đồng bằng chiếm đến 3/4 diện tích thành phố. Còn địa hình đồi núi thì chủ yếu là đồi núi thấp và chỉ chiếm 1/4 diện tích thành phố, tập trung chủ yếu ở các huyện như là Ba Vì, Quốc Oai hay là Mỹ Đức. Và các hoạt động kinh tế ở thành phố Hà Nội có thể kể đến như là hoạt động sản xuất nông nghiệp tại các khu vực đồng bằng như là trồng lúa hay là trồng cây ăn quả. Và cũng tại khu vực đồng bằng cũng có thể phát triển các hoạt động sản xuất công nghiệp. Và một trong những điều mà chúng ta phải khẳng định rằng Hà Nội chúng ta, thủ đô của chúng ta là một trong những trung tâm về thương mại và du lịch sôi động nhất cả nước. Và đây cũng là nội dung cuối cùng kết thúc video bài giảng hướng dẫn giải sách giáo khoa ngày hôm nay của cô. Cảm ơn các em đã theo dõi và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo cùng Vietjet.com. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.